Tiểu sử diễn viên Ốc Thanh Vân. Ốc Thanh Vân là một nữ diễn viên kịch nói, diễn viên truyền hình, diễn viên điện ảnh, người dẫn chương trình và là một diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Việt Nam. Cô là một nghệ sĩ đa tài đa sắc, được đông đảo khán giả hâm mộ và yêu mến. Khởi nghiệp con đường nghệ thuật từ năm 2005, đến nay đã gần 20 năm, với những đóng góp lớn trên lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Cô được xem là một trong những nữ diễn viên xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay. Với những thành tích ấn tượng, cô được nhà nước xét duyệt và trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào ngày 6 tháng 3 năm 2024. Ốc Thanh Vân tên thật là Phạm Thị Thanh Vân, sinh ngày 18 tháng 2 năm 1984 tại trung tâm thành phố Hải Phòng, được người hâm mộ gọi bằng cái tên thân mật là Ốc Thanh Vân. Cô may mắn được sinh ra trong một gia đình hoạt động trong ngành nghệ thuật, được biết mẹ cô là giảng viên thanh nhạc. Qua đó cô sớm được tiếp xúc với bộ môn nghệ thuật từ nhỏ, và cô đã từng học qua các lớp nghệ thuật năng khiếu như múa, hát và đàn piano. Năm 1991, cả gia đình Thanh Vân chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Khi đang học năm cuối trung học phổ thông, Thanh Vân quyết định tham dự cuộc thi triển vọng điện ảnh năm 2000 và lọt vào tới vòng chung kết của cuộc thi. Đây cũng là nền móng để sau này Thanh Vân cùng đậu thủ khoa của cả hai trường cao đẳng sân khấu điện ảnh và cao đẳng sư phạm khoa thanh nhạc. Sau một năm học đồng thời cả hai khoa, Thanh Vân quyết định theo hẳn khoa diễn viên, trường cao đẳng sân khấu điện ảnh. Sau khi ra trường, cô bắt đầu phát triển sự nghiệp với vai trò diễn viên kịch nói, tham gia nhiều vở diễn lớn và có hàng loạt những vai diễn ấn tượng. Nổi bật là khi cô hóa thân vào nhân vật Thủy trong vở kịch kinh dị Người vợ ma, được coi là vai diễn ấn tượng nhất của Thanh Vân trên sân khấu kịch Sài Gòn. Bởi lẽ chỉ trong hơn một năm, vở kịch được trình diễn tới hơn 450 lần và thu hút đông đảo lượt xem của khán giả. Qua vở kịch này, cô được vinh danh là nghệ sĩ kịch nói được yêu thích nhất tại HTV Award năm 2007. Đến năm 2008, được xem là năm Thanh Vân có nhiều đột phá, cùng với sự trải nghiệm phong phú qua nhiều tính cách nhân vật, từ màn ảnh đến sân khấu kịch. Sau Người vợ ma, cô đã có thêm vai Dung trong vở Nước mắt người điên, rồi tiếp tục với vở kịch kinh dị Ngôi nhà hoang. Ở lĩnh vực phim truyền hình, Thanh Vân đã tham gia tương đối nhiều phim như Gái ế kén chồng, Cô gái xấu xí, Ghen, Tiếng dương cầm trên biển, trong đó nổi bật là vai Trân trong phim Tình yêu còn lại và vai Cẩm Linh trong phim Cô gái xấu xí. Diễn xuất của cô được đánh giá là để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Với lợi thế chuyên môn, sự tự tin, ngoại hình nổi bật cùng khả năng nói được cả tiếng miền Bắc và miền Nam đã giúp Ốc Thanh Vân thể hiện khả năng diễn xuất linh hoạt của bản thân trong nhiều vai diễn khác nhau. Đồng thời Ốc Thanh Vân cũng tham gia lồng tiếng cho nhiều bộ phim. Trong bộ phim Cô gái xấu xí, nhờ có thể nói tốt cả hai tiếng miền Bắc lẫn tiếng miền Nam, nên Ốc Thanh Vân vừa thu tiếng trực tiếp cho nhân vật Cẩm Linh, lại vừa đảm nhận lồng tiếng miền Bắc cho nhân vật Huyền Diệu. Có được những thành công này là do khi còn học ở trường sân khấu điện ảnh, giảng viên giảng dạy bộ môn tiếng nói sân khấu đã khuyến khích Ốc Thanh Vân học giọng nói miền Nam để khi tốt nghiệp có thể hòa nhập ngay với hoạt động sân khấu tại thành phố Hồ Chí Minh. Những năm tiếp theo, Ốc Thanh Vân góp mặt trong các bộ phim truyền hình như Tóc rối, Cô nàng bướng bỉnh, Ghen, Gái ế kén chồng, v.v. Ở lĩnh vực điện ảnh, cô cũng góp mặt trong một số phim nổi bật như Cao thủ ẩn danh, Lật mặt năm, Cù lao sát sống, Cô gái đến từ quá khứ. Nổi bật là phim Lật mặt năm của ca sĩ Lý Hải. Lật mặt 48 giờ là bộ phim điện ảnh tiếp theo nằm trong chuỗi phim Lật mặt của Lý Hải. Câu chuyện xoay quanh hành trình trốn chạy bọn xã hội đen của gia đình anh Hiền, một võ sư có xuất thân là tay đấm bốc trong quá khứ. Vì cần một số tiền lớn, anh đã vô tình lọt vào cái bẫy của bọn người xấu, nhưng may mắn thoát được. Hiền cùng vợ con phải bỏ trốn về quê của một người bạn cũ để thoát khỏi sự truy sát ấy, nhưng bọn chúng vẫn lần theo đến nơi và truy sát anh cho bằng được. Ngoài đóng phim và diễn kịch, Thanh Vân còn đóng vai trò là MC khá đắt sâu, từ các chương trình truyền hình thu hút nhiều khán giả như Vì cuộc sống tươi đẹp, Chuyện phái đẹp, Cầu vồng nghệ thuật, Bước nhảy hoàng vũ, Mảnh ghép hoàn hảo, Quyền năng phái đẹp, v.v. Về đời tư của nữ diễn viên, không chỉ tài giỏi
duyên dáng. Ốc Thanh Vân còn sở hữu nhan sắc khả ái và có câu chuyện tình đổ lệch, khiến không ít người quan tâm và ngưỡng mộ. Khi vào cấp 3, Ốc Thanh Vân theo học tại trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân và vô tình quen biết chàng trai lớn hơn 2 tuổi, nhưng sinh cùng ngày 18 tháng 2 tên là Minh Trí. Xét về tính cách và bề ngoài, Ốc Thanh Vân và Minh Trí có chênh lệch rõ rệt. Khi còn là học sinh cấp 3, Ốc Thanh Vân nổi tiếng là xinh xắn, còn ngoan trò giỏi. Trong khi đó Minh Trí lại cầm đầu một nhóm học sinh cá biệt, thường xuyên bị thầy cô nhắc nhở vì vi phạm nội quy nhà trường. Không có thành tích học tập nổi bật, Minh Trí cũng không có ngoại hình ấn tượng khiến các bạn nữ phải chạy theo. Nhưng thực tế, chính Ốc Thanh Vân lại là người chủ động tán tỉnh chàng trai nghịch ngợm này. Trong một buổi giao lưu trên truyền hình, Ốc Thanh Vân thừa nhận cô đã phải tìm mọi cách để tiếp cận ông xã tương lai. Thậm chí trong một lần cùng xuất hiện tại căng tin nhà trường, Ốc Thanh Vân còn phải giả vờ không mua được đồ để gây chú ý cũng như mong muốn Minh Trí giúp đỡ. Từ những lần chạm mặt và thường xuyên trò chuyện sau này, Ốc Thanh Vân và Minh Trí nảy sinh tình cảm thở học trò. Nhưng khi tốt nghiệp trung học phổ thông và dự định thi vào trường sân khấu, điện ảnh, Ốc Thanh Vân không nhận được sự đồng tình của Minh Trí. Để quyết tâm theo đuổi đam mê, Ốc Thanh Vân đành ngậm ngùi chia tay mối tình đầu. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, cả Ốc Thanh Vân và Minh Trí đều có những mối quan hệ tình cảm mới, nhưng lại không quên được người cũ. Và một lần nữa, Minh Trí và Ốc Thanh Vân lại quay về với nhau và gắn bó từ đó cho đến nay. Tháng 10 năm 2008, hôn lễ của Ốc Thanh Vân và Minh Trí diễn ra với sự chúc phúc của hai bên họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp. Sau này, Ốc Thanh Vân thường gọi chồng là Trí Rùa và rất thoải mái đưa ông xã xuất hiện trong các sự kiện giải trí hay các buổi giao lưu. Hơn 10 năm lập gia đình, hiện Ốc Thanh Vân đang là bà mẹ của ba đứa con ngoan ngoãn. Được biết, đầu năm 2024, Ốc Thanh Vân nhận được sự quan tâm của khán giả khi cùng chồng và các con sang Úc định cư. Theo cô chia sẻ, sang Úc để tiện cho việc học tập của ba con. Hiện tại ở Úc, Ốc Thanh Vân vẫn nhận show làm MC cho các chương trình giải trí. Cô vẫn bán hàng trực tuyến và làm huấn luyện viên dạy yoga cho những người quanh khu cô sinh sống. Cảm ơn bạn đang xem video tại kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.